Hoa hậu Nông Thúy Hằng nói gì về 5 tuổi? Nhiều người nghĩ 5 tuổi sẽ gặp điều không may mắn. Nhưng với tôi, 5 tuổi lại thường có sự thay đổi với bản thân, đó là những bước chuyển mang tính tích cực. Người đẹp cầm tinh con mèo Nông Thúy Hằng chia sẻ trước thềm năm mới Quý Mão 2023. Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng vừa thực hiện bộ ảnh áo dài đón năm mới Quý Mão. Cô diện những thiết kế có phong dáng truyền thống với họa tiết thổ cẩm, kiểu tóc búi cao cùng lối trang điểm đậm, sắc sảo giúp nàng hậu người Tày khoe trọn được các đường nét thanh tú trên gương mặt. Cô lựa chọn các phụ kiện cài đầu, hoa tai cùng tông màu với trang phục để tạo nên một tổng thể đồng điệu. Nông Thúy Hằng tạo dáng nhẹ nhàng, chuyển động thanh thoát thể hiện hình ảnh cổ điển, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, phù hợp với trang phục và ý tưởng của bộ ảnh. Người đẹp sinh năm 1999 cho biết, cô luôn tự hào mỗi khi được khoác lên người, cả áo dài và các họa tiết thổ cẩm mang nét đẹp văn hóa của các dân tộc vùng núi phía Bắc. Nông Thúy Hằng chia sẻ, năm 2022 là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô khi được bước lên ngôi vị cao nhất cuộc thi. Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và mang tiếng nói của mình góp phần đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội. Mặc dù phải hứng chịu không ít những tin đồn từ trên trời rơi xuống nhưng chúng đã giúp cô học được cách mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực và kiên định với con đường mình đã chọn. Tết Quý Mão 2023 là cái Tết đầu tiên của Nông Thúy Hằng trên cương vị đương kim Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Nàng hậu cho biết, cô hạn chế nhận sâu và dành trọn khoảng thời gian này bên gia đình. Năm nay, cô và gia đình sẽ về quê đón Tết cùng bà nội. Người đẹp dân tộc Tày cho biết, ở quê hương cô, các phong tục tập quán truyền thống của Tết vẫn được lưu giữ trọn vẹn. Là nghệ sĩ tuổi Mão, bước sang 5 tuổi, nhưng Nông Thúy Hằng không cảm thấy lo lắng mà vô cùng hào hứng trước những cơ hội phía trước. Nhiều người nghĩ 5 tuổi sẽ gặp những điều không may mắn. Nhưng với tôi, 5 tuổi lại thường là năm có sự thay đổi với bản thân, đó là những bước chuyển mang tính tích cực. Nó giống như một dấu mốc cuộc đời của mỗi người vậy. Tôi hy vọng rằng những thách thức của 5 tuổi sẽ tạo đà để tôi phát triển và chinh phục được những thành công mới, Nông Thúy Hằng tâm sự. Nông Thúy Hằng đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam vào tháng 7 năm 2022. Sau khi giành vương miện, cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, quảng bá văn hóa, du lịch quê nhà. Thỉnh thoảng, nàng hậu xuất hiện tại một vài sự kiện giải trí, trình diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo. Người đẹp đã hoàn thành thủ tục tốt nghiệp và chuẩn bị tham dự lễ trao bằng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào đầu năm 2023. Nông Thúy Hằng là nàng hậu chịu khó thể nghiệm bản thân với nhiều phong cách khác nhau. Bên cạnh hình ảnh dịu dàng, duyên dáng phảng phất nét truyền thống, người đẹp cũng làm mới mình với mái tóc ngắn cá tính. Ở cô toát lên nét đẹp của những người con dân tộc thiểu số trong thời đại mới, tự tin và mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, dám thay đổi, phá vỡ các rào cản, nhưng vẫn luôn giữ được một tâm hồn đẹp và bản sắc truyền thống riêng.